Đại phần đại cương, tôi sẽ giới thiệu lại về cái chuyển hóa lipid máu trong cơ thể của chúng ta ha. Xin nhắc lại, lipid nó lưu hành trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ lưu hành dưới hai dạng ha các bạn. Dạng lipid đơn gồm có cholesterol, axit béo bão hòa, đơn đa không bão hòa. Lipid phức là cholesterol, acid hóa, triglyceride và phospholipid. Thì lipid nó di chuyển trong cơ thể của chúng ta, nó là cái thành phần mà tan hoàn toàn trong mỡ, cho nên khi mà di chuyển trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ di chuyển, nó được đưa vào cái chất mà dẫn chuyển, chất để mà dẫn chuyển lipid, nó có hình dạng như thế này, chúng ta gọi là đây là các cái lipoprotein, lipoprotein di chuyển trong cơ thể của chúng ta. Gan là được xem như là nơi mà tổng hợp và chuyển hóa lipid nha. Chuyển hóa lipid trong cơ thể của chúng ta thì rất là phức tạp. Đối với lipid phức thì nó sẽ có cấu trúc gồm có một phần thành phần lipid và nó sẽ kết hợp, nó kết hợp với thêm một cái chất nữa thì chúng ta gọi là lipid phức. Nhắc lại về cấu trúc của các cái thành phần lipid trong cơ thể của chúng ta ha. Axit béo, đây là cấu trúc của axit béo. Axit béo thì nó sẽ được thủy phân từ triglyceride ha các bạn ha. Như vậy thì đây là cấu trúc của triglyceride. Khi mà triglyceride nó thủy phân thì nó sẽ cho ra ba axit béo tự do và ba glycerol. Đây là thành phần phospholipid. Phospholipid thì nó cũng có hai thành phần ha, nó cấu trúc của nó là đây là cái gốc choline. Còn đây là phosphatidin cộng với choline thì nó sẽ cho ra là phosphatidin choline. Đây là cái cấu tạo hóa học của cholesterol. Cholesterol nó có một cái cấu tạo, đây là một cái nhân vòng của nó đây. Cái nhân vòng nó rất là đặc biệt, nhân vòng của nó là nhân vòng steron. Ở đây là một cái gốc, một cái gốc của cái phức hợp CH của nó. Thì chúng ta thấy nè, nó có một cái nhân vòng steron. Như vậy thì một số các chất mà có cái nhân steron này thì nó cũng có thể là được, nó sẽ là được cấu tạo từ cái cholesterol. Cô sẽ nhắc lại về cái cấu trúc cũng như là cái thành phần ở cái vai trò của từng thành phần lipid trong cơ thể của chúng ta ha. Với cholesterol thì các bạn thấy là nó là thành phần cấu cấu tạo chính của màng tế bào nè, trong cơ thể nó đóng vai trò ha, nó là thành phần chính của màng tế bào. Nó được tổng hợp axit mật ở gan, vậy nó cũng là nó có một cái vai trò trong cái thành phần cấu tạo của axit mật nè. Nó là hormone steroid nội tiết. Như vậy hormone steroid nội tiết nó được tổng hợp từ cholesterol. Và cholesterol nó ở gan các bạn, nó sẽ được gan tổng hợp lại, nó gắn kết với một cái este hóa, nó tạo thành cholesterol ester. Đây là một cái dạng mà nó tan hoàn toàn trong mỡ nha, nó tan hoàn toàn trong mỡ và dĩ nhiên là nó sẽ được đưa vào cơ thể chuyên trở, cho nên nó rất là tốt. Đây là cholesterol tốt bởi vì nó sẽ không có gây một cái tình trạng là xơ vữa mạch, nó không có tự do trong máu và để mà nó gây cái tình trạng là xuyên qua cái thành mạch để mà gây lắng động cholesterol ở trong các cái mạch máu. Đối với cholesterol nó được thoái biến, nó được tổng hợp tại gan nhưng mà nó cũng được thoái biến ở tại gan luôn. Thì khi mà cholesterol thừa thì nó sẽ được biến đổi thành axit mật, nó được tổng hợp lại tạo thành axit mật tại gan với cái tác dụng của men enzyme là cholesterol 7 alpha hydroxylase này thì nó sẽ biến đổi thành axit mật. Sau đó axit mật thì sao các bạn? Nó sẽ được thải qua ruột. Và khi mà đến ruột thì một phần cái axit mật này nó sẽ được nhũ tương các lipid mà chúng ta ăn vào để nó tạo thành các thể micelle và được hấp thu trực tiếp qua niêm mạc ruột. Còn một phần còn lại á, nó không nhũ tương quá thì nó sẽ được thải qua phân. Vậy thì nó sẽ làm giảm được cholesterol trong máu. Đây là một cái sơ đồ tổng hợp và thoái biến cholesterol ha. Các bạn chỉ nhìn để chúng ta biết cơ bản thôi, chúng ta không cần đi sâu. Về triglyceride thì chúng ta biết triglyceride
thì chúng ta chủ yếu là đó là thành phần chính cho chúng ta ăn vào từ dầu mỡ. À, thì khi mà ăn vào thì nó sẽ được thủy phân ha, nó được thủy phân thành glycerol và axit béo. Đó thì khi mà tới niêm mạc ruột thì nó sẽ được hấp thu và sau đó nó sẽ tổng hợp lại. Nó được tổng hợp thành triglycerid và nó được đưa vào một cái thể chuyên chở có tên là silomiron. Silomiron này nó sẽ vào mạch bạch huyết rồi nó vào tiếp nó ống ngực nó ra nó đổ ra tuần hoàn chung. Vai trò chính của triglycerid nó là nguồn nó cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Với tác dụng của men lipoprotein lipase, các bạn sẽ viết tắt là cái tên là LPL đó các bạn. Viết tắt của chữ lipoprotein lipase. Nó sẽ thủy phân là thành triglycerid và nó sẽ cho ba axit béo tự do và cho ba glycerol. Và cái axit béo tự do này nó là nguồn năng lượng chính cho các tế bào sử dụng, chủ yếu là tế bào cơ, tế bào mỡ nha. Khi mà cơ thể không sử dụng hết cái axit béo này, các mô không sử dụng hết axit béo tự do này thì axit béo tự do này nó sẽ được tổng hợp trở lại tạo thành triglycerid và nó lắng đọng lại ở tổ chức cơ và mỡ. Do đó nếu mà chúng ta ăn nhiều năng lượng, cơ thể chúng ta không sử dụng được hết thì tất cả những cái thức ăn từ lipid mà chúng ta ăn vào nó sẽ được tổng hợp chủ yếu là thành triglycerid và nó lắng đọng ở các mô mỡ với vai trò nó là chất nguồn năng lượng dự trữ chính cho cơ thể. Nhắc lại cái cấu trúc của lipoprotein ha. Như các bạn đã biết rồi, các cái lipid thì nó là chất tan hoàn toàn trong mỡ cho nên nó không thể di chuyển trong cái tuần hoàn của chúng ta, tại vì dòng tuần hoàn của chúng ta chủ yếu là cái gì các bạn, thành phần chính là nước ha, huyết tương của chúng ta là nước, cho nên mà để lưu hành được trong cái môi trường nước thì nó phải có cái chất chuyên chở, và cái chất chuyên chở nó được cấu tạo như thế này ha, nó cấu tạo bởi các cái phân tử phospholipid ha, và các cái protein ha, và nó cấu trúc có dạng hình cầu đó, nó sẽ được kết hợp từ các protein và lipid nó tạo thành một cái cấu trúc chúng ta gọi nó là lipoprotein. Và lipoprotein nó có vai trò là gì các bạn, là chuyên chở lipid nha. Thì nó có dạng là hình cầu, nó được mô tả đây ha, đang nhìn vào hình dạng trên đây chúng ta sẽ thấy sao tự nhiên mỗi khi là tôi có mở được cái bút chỉ mà bữa nay sao trên cái màn hình này tôi không mở được cái bút chỉ ta. Cho nên mà tôi di chuyển cái bút, các bạn có thấy không vậy các bạn? Các bạn ơi, tôi di chuyển cái hình ảnh này trên màn hình, cái con chỏ trên màn hình, các bạn có thấy không? Dạ thấy cô ơi, thấy được không? Thấy nhưng mà tôi tức quá, tôi thấy nhà góc nó sẽ có cái bút chỉ mà sao bữa nay tôi tìm cái bút chỉ trên cái này nó không có nè. Dạ cũng được nhưng mà nó hơi mờ. Đúng rồi. Cô bấm trình chiếu á cô. Thì tôi bấm nãy giờ tôi bấm dạng trình chiếu mà bạn. Các bạn nhìn thấy là có phải là trình chiếu không? Dạ chưa cô ơi. Cô bấm lên chỗ này cô. À, vậy là nãy giờ tôi mới mở màn hình rộng thôi phải không? Dạ Rồi, dạ. đúng 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 rồi. Sorry các bạn, nãy giờ các bạn không nói. Tại vì tôi mở màn hình rộng cho nên cái laptop này tôi cũng nhìn thấy rồi, laser pointer. Rồi xong. Sorry, rồi giờ ra rồi ha, ra cái dạng trình chiếu rồi. Ừ. Tại vì có bữa thì có khi nó trình chiếu thì nó lại có cái hình ảnh là nó có những cái line nhỏ bên. Cho nên là khi mà tôi kết nối với các cái projector thì nó sẽ có một cái dạng là trình chiếu rồi nó có cái live sau nó tiếp, nhưng cái này là cái dạng mà show trực tiếp cho nên nó không có vấn đề đó. Cái màn hình này nó có bị dạt quá không mấy bạn, nếu không thì tôi mở nhỏ lại chút xíu, các bạn nhìn thấy rõ chữ mà nó không bị mất chữ phải không? Dạ, rõ cô ơi. Ok rồi, đây là cấu trúc lipoprotein nè, người ta mô tả đây nè. Lipoprotein nó dạng hình cầu, nó kích thước bé hơn hình cầu, nó gồm hàng trăm phân tử đó, phospholipid protein kết hợp với cholesterol ha, nó có gộp hai đầu nè, đây là cholesterol ha, đây là những protein nè, nó kết hợp với nhau ha, giới bề mặt
Ưa nước thì đưa ra ngoài, cái đuôi kỵ nước thì nó nằm bên trong, và bên trong này nó sẽ chứa cái gì các bạn, màu vàng là cholesterol, ester. Cái này là nó sẽ được tổng hợp ở đâu các bạn? Tại gan. Gan nó sẽ ester hóa cholesterol, sau đó nó sẽ được đưa vào cái thể chuyên chở này, và chính gan là cái nơi tổng hợp ra cái cấu trúc lipoprotein này. Và cái lipoprotein này là đóng vai trò là gì các bạn? Là chất chuyên chở lipid trong cơ thể đó. Thì bên trong của cái lõi này nè, nó chứa chủ yếu là cholesterol, ester và triglyceride đó. Rồi ở trên đây là ở trên đây chúng ta sẽ thấy có những cái hình mà màu xanh này nè, đó là những cái apolipoprotein. Thì có nhiều loại ha, gan nó sẽ tổng hợp nhiều loại protein, người ta dựa vào cái gì các bạn, người ta quay ly tâm và dựa vào cái tỷ trọng của cái từng loại lipid mà người ta chia ra làm các nhóm sau đây. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta nhìn lên nhà, chúng ta nhìn theo cái biểu đồ nè, càng về phía trên đó là những cái lipoprotein nó sẽ có cái tỷ trọng rất là thấp, mà tỷ trọng thấp nhất đó là những cái silomiron. Tiếp theo đó là những cái lipoprotein có tỷ trọng rất là thấp, rồi lipoprotein có tỷ trọng trung gian, lipoprotein có tỷ trọng thấp. Nguyên cái nhóm này là cái nhóm mà có nguy cơ xơ vữa ha. Đối với những cái lipoprotein có tỷ trọng cao thì nó sẽ, người ta chia là làm bốn nhóm, nhưng mà nói chung cho lâm sàng hoặc là các cái xét nghiệm thì người ta gom đây là chung là một nhóm có tên là lipoprotein có tỷ trọng cao, viết tắt là HDL. Và apolipoprotein là cái mà tôi giới thiệu cho các bạn đó, thì trên mỗi lipoprotein nó sẽ có những cái apolipoprotein riêng, và nó đóng cái vai trò, nó có ba cái vai trò sau đây. Thứ nhất là nó xác định tính chuyên biệt của lipoprotein. Những lipoprotein có tỷ trọng thấp thì nó sẽ có những cái apolipoprotein riêng, những lipoprotein có tỷ trọng cao thì nó sẽ có những cái apolipoprotein khác nhau nữa. Và người ta dựa vào những cái apolipoprotein này thì người ta sẽ có rất là nhiều nhóm. Các bạn sẽ thấy là đọc, khi mà thỉnh thoảng đọc sách các bạn sẽ thấy là những cái lipoprotein A nè, lipoprotein E nè, lipoprotein B nè, rồi B nó có B100 nè, nó nhiều loại lắm ha. Để nó xác định cái tính chuyên biệt của từng loại lipoprotein. Thứ hai nữa là nó có một vai trò, nó tạo thuận lợi cho sự giao thoa với các thụ thể đặc hiệu. Thì tôi giải thích thêm là cái vai trò, chúng ta sẽ thấy những cái lipoprotein nó đóng vai trò đó là những cái receptor, những cái thụ thể để nó giao thoa ha với các thụ thể đặc hiệu, là nó giao thoa với các receptor có trên bề mặt tế bào cơ, tế bào gan, tế bào mỡ, vân vân. Để chi vậy? Nó gắn kết. Khi mà các cái thụ thể này nó sẽ gắn kết với các cái thụ thể ở trên bề mặt tế bào. Ví dụ như tế bào cơ thì nó sẽ có thụ thể đặc hiệu, mục tiêu của tế bào cơ là cái gì các bạn? Là lấy các axit béo tự do từ trong lipoprotein để cho tế bào hoạt động. Như vậy thì nó sẽ có cái thụ thể đặc hiệu riêng của cái apolipoprotein nha. Thì nó gắn kết lên. Khi mà nó gắn kết vậy thì mục đích của nó là nó sẽ hoạt động như là có thành phần đồng yếu tố để cho các enzyme thực hiện chức năng của lipoprotein. Thì chức năng của lipoprotein di chuyển trong cơ thể của chúng ta là gì các bạn? Mang lipid máu khắp nơi trong cơ thể để cho các tế bào sử dụng. Như vậy thì khi mà tế bào cơ, ví dụ như tế bào cơ muốn sử dụng muốn sử dụng axit béo tự do thì nó có những cái receptor đặc biệt, nó gắn kết với các cái apolipoprotein trên cái lipoprotein nha. Thì khi mà hai cái thụ thể này nó gắn kết với nhau thì nó sẽ kích hoạt cái men lipoprotein lipase ở tại mô đó, và nó sẽ thủy phân axit béo thành ba axit béo tự do, triglyceride thành ba axit béo tự do để cho tế bào sử dụng. Thì đó là vai trò của apolipoprotein. Nó đóng vai trò, nó vừa là thụ thể, nó xác định tính chuyên biệt của lipoprotein, và nó sẽ gì các bạn? Vai trò của nó là giao nhận các cái thành phần lipid trên cái lipoprotein mà nó vận chuyển. Đây là cái mô hình mô tả các cái thụ thể
À, các cái thụ thể trên các lipoprotein mà chúng ta gọi là apolipoprotein. Các bạn sẽ thấy là mỗi một thụ thể, mỗi hình dạng thụ thể nó sẽ có những cái loại apo riêng ha. Apo B 100, apo C, apo E. Sorry. Hello. Nhớ nghe là tôi đang giảng, có gì không nói nhanh đi, tôi đang giảng, còn không thì sao 5 giờ. Rồi, thì chúng ta thấy đây nè, đây là một cái mô hình, hai cái mô hình để cho chúng ta thấy các cái loại lipoprotein, các cái apolipoprotein trong cơ thể, trong cơ thể của chúng ta nó có nhiều dạng, ứng với mỗi cái lipoprotein nó sẽ có những cái loại apolipoprotein khác nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua tiếp theo đến cái phần sinh hóa gọi là sinh tổng hợp lipid. Tôi xin nhắc lại một cách ngắn gọn thôi ha. Tổng hợp và chuyển hóa lipid nó sẽ có hai con đường. Con đường ở bên phía bên nhìn vô màn hình của bên tay trái của các bạn ha, đây là con đường ngoại sinh, và bên tay phải của các bạn đó là con đường nội sinh. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu từ con đường ngoại sinh nha. Bắt đầu con đường ngoại sinh, chúng ta xem lipid nó chuyển hóa thế nào. Con đường ngoại sinh thì nó bắt đầu từ các cái thức ăn, các cái thức ăn mà chúng ta ăn vào nó có chứa lipid, thì đến ruột non nó sẽ sao các bạn, nó sẽ thủy phân ra với tác dụng của mang lipase, mang tụy, nó sẽ thủy phân thành các cái chủ yếu là cái gì các bạn, thành triglycerid và glycerol, các cái axit béo triglycerid và glycerol. Sau đó thì sao các bạn, nó sẽ được vận chuyển nó được nhũ tương hóa bởi cái axit mật, đúng không? Sau đó nó được đưa vào cơ thể chuyên chở ở trong cái phía trong của cái niêm mạc ruột, nó có sẵn các cái silomiron. Silomiron này nó sao các bạn, silomiron này thì nó là cái chất mà nó chứa đựng các cái lipid mà chúng ta ăn vào. Sau đó thì nó sẽ vận chuyển khắp nơi trong cơ thể, mà cái silomiron này nó chủ yếu nó chứa gì các bạn, chủ yếu là cái axit axit béo, hay các axit béo tự do, chủ yếu là triglycerid, nó rất là giàu triglycerid. Để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ăn xong chúng ta xét nghiệm lipid máu thì chúng ta sẽ thấy là sao, triglycerid trong máu rất là tăng. Cho nên muốn xét nghiệm chính xác thành phần triglycerid là chúng ta phải cho bệnh nhân ăn lúc đó. Sorry các bạn. Alo mà gì không? Thì bây giờ cái đấy cái trong vòng 30 phút thì đem lại đi, là nhà cô cũng kiến rất là đơn giản, tại sao không làm? Cô thì bây giờ cử ai đó đi lại nhà cô đang dạy online, giờ cô muốn biết làm sao nữa, cô đang dạy online, hôm nay giờ cô tắt cái lớp. Thì tao không biết mà, miễn làm sao mà miễn mà bị phạt thì tự tự chịu trách nhiệm. Tao không biết từ một rồi cứ chạy lên nhà cô. Giờ cô đang dạy online lớp nè. Thì giờ muốn mà ký đại thì ký cũng được, rồi thì ký nguyên chuyển xe chị hát, chị hát được cao lên, có chị ra chị hát được kéo lên chị không anh, tùy mấy đứa đi, giờ cô không biết tự làm tự chịu, bây giờ còn một hay không đang làm nhà cô đang giảng online đúng rồi thì biết rồi, nhưng mà bây giờ là cô không có ngay cái buổi này, thì bây giờ cô đang giảng online thôi, bây giờ cô đang giảng mà nãy giờ cái điện thoại không? Thì bây giờ cô đã đưa giải pháp rồi, tại sao mấy đứa không làm? Cô nói cô không ký nào, giờ cô đang giải online hôm nay thì cô bỏ cô kêu lớp nghỉ, cô đi lại đi, cô đi vô cô ký cho mấy đứa cô đi về. Một đem ký, hai là mấy đứa tự ký. Đó, tự ký. Người ta không có thư thì chưa ký cô thì thôi, tự làm. Đó. Mình tiếp tục nha các bạn. Sorry, tại vì
phải giải quyết một số công chuyện trong khoa. Rồi tiếp theo, rồi cái silicon này thì khi nó đi khắp nơi trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ vào cái màng, nó vô khắp nơi trong cơ thể là mao mạch. Các bạn có một bạn nào mở, bạn nào mở loa vô lòng tắt giùm đi ạ. Thì nó sẽ di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Thì silomirong thì chủ yếu là sao các bạn? Nó sẽ cho các cái triglyceride, các axit béo từ triglyceride. Thì đây là một cái mô hình để cho chúng ta xem về các cái vận chuyển và chuyển hóa, hai cái vận chuyển và chuyển hóa của các cái lipid trong cơ thể. Thì silomirong khi nào nó đến cái màng mao mạch, đây là màng mao mạch của tế bào cơ nè. Mà tế bào cơ thì chủ yếu là sử dụng cái gì các bạn, các axit béo tự do để cho nó cơ, để cơ hoạt động tạo năng lượng. Thì tế bào cơ nhưng mà silomirong đến tế bào cơ thì nó sẽ thủy phân thành các axit béo tự do từ trong cái silomirong này dưới tác dụng của lipoprotein lipa tại mô đó. Thì các axit béo này nó được vận chuyển vào tế bào cơ. Khi tế bào cơ nó sử dụng không hết thì các axit béo này nó sẽ được tổng hợp lại tạo thành triglyceride và nó sẽ được tích lũy lại, nó dự trữ lại ở dưới mô mỡ. Và khi mà quá trình di chuyển khắp nơi trong cơ thể thì các cái silomirong này nó khi mà nó cho những cái triglyceride từ các axit béo từ triglyceride thì nó sẽ nhỏ dần, nó chuyển sang một cái thể khác, một cái thể mới chúng ta gọi là silomirong thừa. Silomirong thừa này nó tiếp tục nó di chuyển, khi mà nó tới gan thì nó sẽ được các cái thụ thể tế bào gan nhận diện đây là những cái silomirong thừa, thì gan nó sẽ bắt giữ và nó sẽ thối biến. Nếu còn các cái axit béo này nhiều ha, thì nó sẽ tổng hợp lại và nó sẽ tạo thành các cái silomirong mới, tạo thành các cái lipoprotein mới và nó sẽ kết thúc chu trình ngoại sinh. Chu trình nội sinh thì nó sẽ bắt đầu ở tại gan. Gan là nơi tổng hợp ra các cái cholesterol. Cholesterol đó nó sẽ được ester hóa và nó sẽ được đưa vào cái thể vận chuyển. Gan nó sẽ tổng hợp chủ yếu là một cái thể vận chuyển có tên là lipoprotein có tỷ trọng rất thấp nha. Gan chủ yếu là tổng hợp ra những cái lipoprotein có tỷ trọng rất thấp. Thì những cái lipoprotein có tỷ trọng rất thấp này nó sẽ được phóng thích vào máu. Phóng thích vào máu thì nó đi khắp nơi trong cơ thể. Thì chúng ta biết là những cái lipo, các bạn ghi đó là những lipoprotein này nó rất là giàu triglyceride và cholesterol có tỷ trọng thấp. Thì khi mà nó vận chuyển trong mao mạch trong cơ thể thì nơi nào cần cái gì thì cho đó. Ví dụ như ở tế bào tuyến thượng thận các bạn thì nó cần chủ yếu là cholesterol để nó tổng hợp thành định nghĩa gì các bạn, tổng hợp thành hormone tuyến thượng thận ví dụ như là hormone sinh dục nè và cortisol máu, thì nó sẽ nhận chủ yếu là gì các bạn, nó nhận chủ yếu là các cái cholesterol. Thì đây là cơ chất chính để tổng hợp ra hormone sinh dục và hormone steroid ha, hormone cortisol á, hormone của tuyến thượng thận. Hoặc là khi mà đến tế bào cơ cũng cái nhóm này, cũng các cái lipoprotein có tỷ trọng thấp này nó cũng đến tế bào cơ, thì nó cũng lại tế bào cơ thì chủ yếu chỉ cần axit béo tự do thôi. Thì cũng như vậy thì nó sẽ có những cái tế bào cơ, nó sẽ có những cái thụ thể đặc hiệu nó gắn kết vô những cái VLDL này, lipoprotein có tỷ trọng rất thấp này, thì với tác dụng của men lipoprotein lipa ở tại mô cơ đó đó, nó sẽ thủy phân các triglyceride tạo thành axit béo để cho tế bào cơ sử dụng. Và khi mà thừa thì nó cũng lại tích lũy lại ở các mô mỡ. Và trong quá trình mà các cái lipoprotein có tỷ trọng rất là thấp này nè, nó cho các cái cholesterol có tỷ trọng thấp và cũng như là nó cho các cái triglyceride thì nó sẽ đậm đặc và nó nhỏ dần, nó tạo thành một cái thể mới có tên là những cái lipoprotein có tỷ trọng trung gian. Thì những cái lipoprotein có tỷ trọng trung gian này đến những cái mô ngoại biên, nó tiếp tục nó di chuyển đến mô ngoại biên thì nó cho chủ yếu là cái gì các bạn, nó cho chủ yếu là những cái cholesterol có tỷ trọng thấp. Và khi mà nó đến gan thì gan sẽ nhận diện, sau khi mà nó hoàn thành nhiệm vụ nó đến gan, gan sẽ nhận diện và bắt giữ và gan sẽ tổng hợp
những còn những cái cholesterol thừa trong đây thì nó sẽ tổng hợp lại thành các cái tạo thành các cái axit béo, hoặc là nó tổng hợp lại nó thải trừ và nó thoái biến. Thì như vậy là kết thúc chương trình nội sinh và ngoại sinh của cái vấn đề chuyển hóa và tổng hợp lipid. Chúng ta thấy đây là một cái sơ đồ để biểu diễn gì các bạn, biểu diễn cái con đường tổng hợp và con đường chuyển hóa lipid ngoại sinh ha. Bắt đầu khi thức ăn chúng ta ăn vào chủ yếu là cholesterol triglycerides ở ruột này, nó hấp thu thành sirolimus này ha, rồi sau đó thì sẽ nó cho mô ở cho ở mô ha. Đó cũng là một cái, đây là một cái hình mà nó cũng là một cái hình giống như nãy đó các bạn ha, nó cũng là một cái hình mà nó biểu diễn con đường chuyển hóa lipid máu ngoại sinh cho các bạn thôi, nó cũng giống như như cái hình mà tôi mới vừa mô tả thôi. Và đặc biệt có một cái cơ chế mà nhắc lại cho các bạn, đó là cơ chế hình thành cơ chế chuyển hóa lipid ngược, để mục đích là giúp để cho cơ thể của chúng ta bảo vệ cơ thể chúng ta ha. Nó chuyển hóa là những cái hạt lipid nhỏ để nó chuyển hóa lại thành những cái cholesterol có tỷ trọng cao để giúp chúng ta bảo vệ cơ thể. Thì quá trình đó chúng ta gọi là quá trình vì các bạn chuyển hóa lipid ngược, chuyển hóa ngược lipid ha, với cái sự vai trò của tham gia của các cái men rất là quan trọng, đó là men SET và men ALK, đó là những cái men rất là quan trọng trong quá trình chuyển hóa lipid, chuyển hóa ngược lipid. Các bạn thấy cái quá trình chuyển hóa lipid ngược nó rất là phức tạp, chúng ta chỉ nhìn sơ qua để chúng ta hiểu được cái vấn đề chuyển hóa lipid thôi. Còn chúng ta chỉ cần chúng ta mà khi mà lâm sàng, đối với các bạn lâm sàng chúng ta không chuyên sâu về cái vấn đi sâu về nghiên cứu, thì chúng ta sẽ hiểu là lipid máu trong cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển hóa vô bằng hai con đường nội sinh và con đường ngoại sinh ha, và chủ yếu gan là nơi để tổng hợp và chuyển hóa lipid. Thì đối với các cái lipoprotein cũng như các cái cholesterol trong cơ thể của chúng ta đó, đặc biệt là người ta nhận thấy cái vai trò của những cái cholesterol và lipoprotein có tỷ trọng cao, nó có cái vai trò chống lại cái tình trạng xơ vữa mạch, và nó được xem như là cái yếu tố bảo vệ. Và với những cái bệnh nhân mà có HDL cao thì nó làm giảm được các cái bệnh cái nguy cơ tim mạch, nguy cơ xơ vữa mạch, và nó giảm được các cái biến cố tim mạch. Thì với một cái nghiên cứu của giáo sư Gassman và cộng sự để minh chứng rằng HDL là yếu tố bảo vệ, thì cái nghiên cứu lâm sàng này thực hiện rất là đơn giản thôi. Thì đối tượng nghiên cứu của ông là những bệnh nhân nam có lứa tuổi từ 40 cho đến 65 tuổi ha. Ông rút máu xét nghiệm lipid và dựa vào chỉ số HDL chia ra làm 3 nhóm. Nhóm có HDL dưới 35, nhóm có từ ba HDL từ 35 đến 55 và nhóm lớn hơn 55 mg phần trăm. Ông chia ra làm 3 nhóm. Những nhóm này trước khi đưa vào nghiên cứu đó thì không có biết bất kỳ một cái bệnh lý tim mạch nào, ví dụ như là tăng huyết áp nè, rồi thiếu máu cục bộ cơ tim, và chưa có tiền sử về bệnh lý tim mạch. Và sau đó ông dựa vào cái chỉ số mà HDL đó, ông chia ra làm 3 nhóm, sau đó ông quan sát các biến cố tim mạch. Ông theo dõi những bệnh nhân này trong vòng 6 năm. Và ông ghi nhận lại tất cả các biến cố tim mạch nó xuất hiện ở 3 nhóm này. Thì trong vòng 6 năm thì ông thấy là nhận thấy cái kết quả nghiên cứu của ông là đối với những cái nhóm mà có mức HDL thấp, có nghĩa là dưới 35 mg phần trăm, thì trung bình một năm nó có 110 biến cố tim mạch. Thì biến cố tim mạch ở đây được định nghĩa là những cái tăng huyết áp mới mắc, xơ vữa mạch mới mắc, thiếu máu cục bộ của tim mới mắc, nhồi máu não tăng, xuất huyết não, và cũng như là nhồi máu cơ tim ha, bệnh mạch vành mới mắc. Thì ông đưa vào ghi nhận biến cố thì ông thấy rõ ràng ở cái nhóm mà LDL dưới 35 mg thì có cái biến cố tim mạch rất là cao, có một sự khác biệt rất là lớn so với cái nhóm mà có mức HDL lớn hơn 55 mg, thì một năm chỉ có 21 biến cố. Thì sự khác biệt này rất là có ý nghĩa thống kê trên lâm sàng. Và cũng qua cái nghiên cứu này, ông kết luận rằng những bệnh nhân có HDL cao
thì nguy cơ tim mạch nó sẽ thấp hơn. Như vậy cũng từ đó đưa ra một cái kết luận, đó là HDL nó được xem như là yếu tố bảo vệ chống lại cái tình trạng xơ vữa mạch. Tiếp theo nữa, chúng ta qua cái phần rối loạn lipid máu, phân loại rối loạn lipid máu. Thì trước đây vào những thập niên 60-70 thì Bridgerton đưa ra một cái phân loại sớm nhất về rối loạn lipid máu. Thì sau đó thì được các cái hiệp hội người ta sử dụng, được xem như đây là một cái phân loại chính trong rối loạn lipid máu. Thì trong cái rối loạn lipid máu này dựa vào hai thành phần chính. Thứ nhất là lipoprotein ha. Lipoprotein rối loạn và thành phần lipid máu rối loạn. Ông chia ra làm 5 nhóm. Nhưng mà trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy có hai loại mà thường gặp nhất, đó là cái nhóm 2A. Nhóm 2A thì chủ yếu là tăng các cái lipoprotein có thể trọng thấp. Như vậy mà trong lipoprotein có thể trọng thấp thì chủ yếu là nó sẽ chứa các cái hạt mỡ nhỏ, là những cái hạt cholesterol có thể trọng thấp nó tăng. Thì khi mà chúng ta rút máu xét nghiệm, chúng ta thấy những cái bệnh nhân này, nhóm bệnh nhân này tăng chủ yếu là LDL, cholesterol đó, thì nó gọi là tăng cholesterol đơn thuần. Đối với nhóm 2B thì hai cái thành phần lipoprotein tăng chính đó là những lipoprotein có tỷ trọng rất thấp và lipoprotein có tỷ trọng thấp. Như vậy thì chúng ta nhớ là hồi nãy cô kêu các bạn ghi đó lại là những cái lipoprotein có tỷ trọng rất thấp thì nó rất là giàu triglyceride và nó rất là giàu lipoprotein có tỷ trọng thấp. Thì khi xét nghiệm ra thì chúng ta sẽ thấy tăng hai thành phần triglyceride và cả cholesterol, thì nhóm này chúng ta gọi là tăng lipid máu hỗn hợp, rất là thường gặp trên lâm sàng. Nhóm này là nhóm 2B. Và đối với nhóm 4 thì nó tăng đơn thuần lipoprotein có thể trọng thấp. Và lipoprotein có thể trọng thấp thì nó rất là giàu triglyceride. Do đó kết quả xét nghiệm ra chúng ta sẽ thấy triglyceride máu tăng cao. Đây là cái nhóm mà tăng đơn thuần triglyceride, thì chúng ta gọi là cái gì các bạn? Nhóm tăng triglyceride đơn thuần, nhóm này cũng rất là thường gặp. Như vậy thì trên lâm sàng, chúng ta chỉ cần nhớ lại nè, trên lâm sàng trước đây á, thì chỉ có là nếu mà xét nghiệm ra tăng cholesterol có thể trọng thấp thì là nhóm 2A, nhóm 2B là tăng hỗn hợp giữa cholesterol và triglyceride, và nhóm 4 có nghĩa là tăng chủ yếu là tăng triglyceride. Redirection thì sau này chúng ta ít sử dụng nữa rồi, vì từ khi có ATP3 thì đa số ở các cái hiệp hội về tim mạch và chuyển hóa cũng như nội tiết, người ta bắt đầu sẽ áp dụng ATP3 từ năm 2001. Đối với phân loại đề gen thì ông cũng có cái phân loại hơi giống giống như vậy ha, nhưng mà ông chia ra cái bạn, đối với cái phân loại của ông thì ông bổ sung thêm về màu sắc huyết thanh, vì ông theo dõi các cái bệnh nhân mà rối loạn lipid máu, rút máu ra ông quan sát về màu sắc huyết thanh, thì ông thấy đối với những bệnh nhân mà tăng cholesterol đơn thuần á thì màu sắc huyết thanh nó trong, đối với bệnh nhân mà tăng triglyceride thì khi rút ra huyết thanh để nó sẽ có đục như sữa, và một số trường hợp nó vừa đục như sữa nó có váng, và một số trường hợp nó không có váng. Thường nếu nó có váng có nghĩa là nó tăng cả silomiron, còn nó không có váng như váng sữa đó, thì chủ yếu là tăng triglyceride. Còn nếu mà vừa tăng cholesterol mà vừa có tăng cả triglyceride nữa thì nó lại vừa đục mà nó màu mờ, nó gọi lại có ống ánh xanh nữa các bạn, nó sẽ khác màu sắc huyết thanh của ba cái loại tăng lipid máu này, nó khác nhau đó. Thì ông có thể ông dựa vào cái màu sắc huyết thanh và ông tính cái tỷ lệ ra để ông phân loại ra ha. Ông phân loại ra và so sánh với predilection, thì đối với cái tăng cholesterol đơn thuần á thì nó tương ứng với tiếp 2A ha, còn tăng triglyceride là tương ứng với tiếp 4 nè ha, rồi tăng hỗn hợp thì chúng ta sẽ thấy tương ứng với tiếp 2 đó. Về phân loại quốc tế thì đây là cũng bản phân loại quốc tế, thì nó cũng có trước năm 2000. Thì cái nhóm hiệp hội cũng của các cái nhà nội tiết, thì người ta phân loại về rối loạn lipid máu
người ta đặt tên nó là nhóm phân loại rối loạn lipid máu quốc tế. Người ta chia ra làm 5 nhóm ABCDE với đặc tính, ví dụ như là tăng, nhóm A là cholesterol, toàn phần nó tăng. Các bạn thấy tôi viết tắt chữ CT hoặc TC có nghĩa là cholesterol total, hoặc là CT nó là total cholesterol, thì tùy theo, tại vì có khi là đối với tiếng Anh thì nó sẽ viết chữ T trước, có nghĩa là total, có nghĩa là cholesterol toàn phần. Thì trong cái nhóm phân loại quốc tế này, là tại cái nhóm này là của cái nhóm chủ yếu là các cái giáo sư của người Pháp, người ta phân loại cho nên người ta viết ngược là CT, thì tôi viết theo cái bản phân loại quốc tế như vậy, chứ không phải có lúc là tôi viết là TC, còn có lúc là CT, tại vì đây là nhóm phân loại quốc tế nhưng mà của người Pháp đã làm, tôi viết chữ CT phía sau. Cái này thì giới thiệu cho các bạn trong bài học thì có, thì chúng ta bỏ qua đi, tại vì cái nhóm này sau này, cái nhóm phân loại quốc tế này sau này chúng ta ít sử dụng. Bây giờ chúng ta đi vào bệnh học. Bệnh học đối với rối loạn lipid máu thì người ta chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là rối loạn lipid máu tiên phát và rối loạn lipid máu thứ phát. Nhóm thứ hai nữa là rối loạn lipid máu nội sinh hay là ngoại sinh. Đó, người ta chia phân nhóm như vậy. Về nguyên nhân rối loạn lipid máu ha. Nguyên nhân rối loạn lipid máu thì người ta chia làm hai nhóm. Nhóm tăng lipid máu, nhóm tăng lipid máu tiên phát. Trong tăng lipid máu tiên phát thì người ta chia làm hai nhóm: tăng triglyceride máu tiên phát và tăng cholesterol máu tiên phát. Như vậy thì chúng ta lược qua một số các cái nguyên nhân tăng triglyceride máu tiên phát thì thường, sorry các em nha. Các bạn vui lòng đợi cô 2 phút cô giải quyết công việc cô Khoa chút xíu nha.